Giải Gaza đã tạm im tiếng súng khi Israel rút bộ binh bắt đầu từ 72 giờ ngừng bắn với Hamas từ chiều ngày 5 tháng 8. Nhiều cư dân đã dậm dịch trở về nhà nhưng trước mắt họ là cảnh hoang tàn đổ nát sau một tháng chiến tranh. Theo như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc thì tính đến nay hơn 400 trẻ em Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Israel và các phe phái tại giải Gaza. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày hôm qua 5 tháng 8, ông Christopher Tidy, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết, ngoài số trẻ em đã thiệt mạng, còn có khoảng 373.000 em bị chấn thương nặng về tâm lý. Bởi các em tận mắt chứng kiến nhiều người, trong đó có cha mẹ, họ hàng bị giết, chứng kiến nhà cửa, khu dân cư bị tàn phá ở mức độ chưa từng có. Trước mắt, trẻ em ở Gaza không có nơi nào để đi học. Thiệt hại đối với các trường học ở giải Gaza là chưa từng có. Tôi nghĩ có hơn 140 trường học ở Gaza bị hư hại hoặc hoàn toàn bị phá hủy. Làm thế nào để xây dựng lại những ngôi trường này? Khi các em bị gián đoạn chương trình học tập thì thiệt hại sẽ ra sao? Tương lai của các em sẽ ra sao? Một đứa trẻ lớn lên ở Gaza trong điều kiện hiện nay thì không thể dám chắc khi trưởng thành các em có một tương lai tươi sáng hơn. Trước đó, ngày 4 tháng 8, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Manki đã gặp các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hà Lan, yêu cầu mở cuộc điều tra về việc Israel phạm tội ác chiến tranh với người dân ở giải Gaza. Cuộc chiến kéo dài gần một tháng đã làm 1.867 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Phía Israel có 64 binh sĩ và 3 dân thường thiệt mạng. Chiến tranh cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế của cả hai phía. Israel thiệt hại hàng trăm triệu đô la Mỹ về du lịch và các lĩnh vực kinh tế khác, và có thể phải giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Trong khi đó, theo tính toán, Gaza cũng sẽ cần 6 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại hạ tầng cơ sở.